quay hình như cũng phải 5-6 take gì đó, À. mà bé Thư không có giống như là ngại với lại perm á, mà trong cái phim trường của anh là coi như là hiện trường của anh là năm năm gần 50 con người, thì anh nói là bây giờ perm không không hôn được cái perm, giờ em muốn hôn 50 người còn lại, em muốn người nào anh cho lên hôn với em, xong giờ anh kỹ xảo Kỹ hôn vô, xảo. đúng không, anh nói, ghép mặt perm vô. Hiện ngay từ tập 1 và nhân vật ở giữa bom. Không, phải nói là phải vỗ tay cho anh Tô. Bởi vì thoại kịch bản là của anh Tô mà cái câu "Em im đi, anh yêu em đó, rồi sao?" bây giờ cực kỳ trend. Chính xác. Đi đâu Thư cũng gặp mọi người, gặp Thư cũng nói "anh yêu đó rồi sao?" hoặc là "anh Bảy, em muốn vô giang hồ." Tức là những cái câu đó là câu thoại của anh Tô, và là việc anh Tô ra hiện trường là không được sai kịch bản nha. Không được sai một chữ. Không được sai Wow. một Chữ. chữ. Phải nói cho đúng nha. Mà Thư trước giờ bản thân mình là một người cũng lanh lẹ, cũng ra hiện trường cũng chủ quan bản thân lắm, đọc kịch bản lướt sơ cái ok rồi Phăng nhớ theo đúng nhớ không? nội Phăng dung, theo tình huống. phăng phăng không được nha, ra với anh Tô là không được phăng, phải đúng kịch bản. Nhưng mà thật sự bởi vì anh Tô đã tính toán hết trơn rồi, tính từng ly từng tí rồi, về nó khớp nó khớp nó khớp. Trời ơi, những người có nhiều anh chị em trong nghề gọi điện cho Thư nói trời ơi, cái phim gì mà dựng mà nó lên Chật nhạc lúc mà quá đúng bom không? nắm tay cái Thư một cái, tức là mọi thứ nó khớp 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 khớp. Tức là một sự tính toán chi ly Chính rồi. xác. Nhưng mà với vai diễn của Bom thì có phải là một sự tính toán của anh Tô không hay là của Nam Thư? Đó, phải hỏi đạo diễn. Đúng, Đó, bây tại sao để nhân vật bom thái tử hèn tới như vậy? giờ. Không, bây giờ Bom là chị Thư mời đóng hay là anh Tô mời? Thư, thư, diễn viên dàn Thư cast mời. là Thư quyết định. À, tại sao Thư lại mời Bom? Tại vì tôi không dám mời. Bom hot quá hả? Không nhân vật đó nó phải. nhân Không vật biết. đó nó lừa quá, lừa tình không dám mời, nó phải để cho Thư mời, tại vì nghe đồn là hai bạn là bạn thân. Đúng Wow, rồi, ra là chứ vậy. giờ bạn thân còn sao tôi gọi Nhưng tôi mà bạn mời. thân bây giờ đóng 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 tình cảm như vậy thì Bom có thấy ngại không? À, đó là bằng lòng Thì đúng thật sự cái những cái cảnh mà ví dụ nói chuyện bình thường thì không sao, mà ngay cái cảnh hôn á thì là mình phải tập trung vô, đây là vô cảm xúc luôn chứ không phải là bạn mình nữa. Nhưng mà chị Thư chỉ làm không được, chị cứ coi mình như một thằng em đó, lúc nghĩ đến cái mặt mình mà lúc bị hề mắc à, cười á, bạn Ngọc cười hoài luôn à, không quay nghĩa là được. phì cười hoài luôn mà À, anh Tô kìa. vậy thì bây giờ trong cái tập một thì có một cảnh rất là nồng cháy, là cảnh hôn nhau ngồi trên xe mô tô. Sợ Cảnh đó quay bao nhiêu lần? cũng nhanh hả anh Hai Tô? lần. Cái cảnh mà bắt ở trong cái đường hẹp, cái Không, cảnh cảnh hung hôn, nhau cảnh á, hung hôn ở trên mô tô nhau á, ngồi cảnh bên lãng bờ mạn sông, á, đúng rồi, ngồi hôn trên mô nhau tô. quay hình như cũng phải 5-6 take gì đó, À. mà bé Thư không có giống như là ngại với lại perm á, mà trong cái phim trường của anh là coi như là hiện trường của anh là năm năm gần 50 con người, thì anh nói là bây giờ bơm không không hôn được cái bơm, giờ em muốn hôn 50 người còn lại, em muốn người nào anh cho lên hôn với em, xong giờ anh kỹ xảo Kỹ hôn vô, xảo. đúng không, anh nói, ghép mặt bơm vô Ái cũng không ghê. được luôn.